Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Khoa học và Chúng ta. Chủ đề của ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về điểm tin khoa học của tháng 4 và tháng 5 năm 2023. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, chủ đề đầu tiên chúng ta ơi muốn đề cập đến đó là việc nói về cái việc hỏa tiễn Starship đã phát nổ. Thưa quý vị, đây là hỏa tiễn Starship của Mỹ. Thì tại sao chúng tôi muốn đề cập đến cái chuyện này? Thì trong suốt tháng 4 của năm 2023, những người quan tâm đến khoa học và đặc biệt quan tâm về không gian, họ đã chú tâm đến cái việc mà phóng cái hỏa tiến SpaceX cái lý do thứ nhất đó, là bởi vì vào tháng 4 năm 2021 thì cơ quan NASA nghĩa là cơ quan về hàng không và vũ trụ của Mỹ họ đã chính thức chỉ định cái công ty SpaceX là cái nhà đối tác à, hàng đầu trong các công việc cung cấp các thiết bị cho chương trình không gian của Mỹ đặc biệt là chương trình à, trở về mặt trăng vào năm 2027 và trở lên hỏa tinh vào năm 2030. thì ở đây à, chúng tôi xin mời quý vị xem một vài cái chi tiết về cái hỏa tiễn Starship. thì à, quan sát ở đây chúng ta thấy ở đây là Starship. thì nó gồm có hai phần, phần ở dưới nó kêu là Star, rất à, kêu là Super Heavy, à, phần ở trên là Starship. thì à, chúng ta có thể thấy rằng là ở tung độ ở đây á nó là cái cao độ thì hỏa tiễn Starship nó cao 120 m. Nếu mà chúng ta so sánh với những hỏa tiến gần đây đó là chẳng hạn như SNS mà cái tiếp thứ hai đó là cái tiếp này đó, nó đã đưa Artemis lên hỏa tinh đó. Thì cái này nó được nó phóng vào năm à, tháng 11 của năm 2022. Thì chúng ta thấy giữa SNS và Starship nó không cách xa với nhau bao nhiêu về kích thước nó cách nhau có 20 mét thôi nhưng sức đẩy của của Starship là 76 là 74.500 kN nghĩa là 80% nhiều hơn của SLS2 cho dù hai cái chúng ta thấy gần giống nhau bởi vậy cho nên là, người ta quan tâm là bởi vì cái sức mạnh của Starship phải nói là là cực lớn là từ trước đến giờ chưa có một cái hỏa tiễn nào nó có một cái sức mạnh lớn như vậy thì à, tại sao nó phải duy trì như vậy? Thì thứ nhất là tôi cần lưu ý cùng quý vị là ở dưới này nè, nó không phải là chỉ có một cái ống phóng mà nó gồm có 33 ống phóng Raptor để nó có thể đẩy cái hỏa tiễn này lên. Cái thứ hai nữa đó, với cái sức mạnh như vậy đó, tại sao người ta dùng cái sức mạnh này để có thể đưa được những hàng hóa cũng như là con người đi xa nhất có thể thì tôi xin nhắc lại cùng quý vị là cái tương lai gần là 2027 người Mỹ sẽ trở lại mặt trăng và từ đây họ có thể làm những căn cứ và từ dùng những căn cứ này để bước đến cái bước xa hơn là đến hỏa tinh thì để thiết lập một cái căn cứ như vậy thì người ta phải có những cái dụng cụ phải có những cái nhân lực thì chỉ có Starship mới có đủ khả năng chuyên trở một cái tạm gọi một cái lượng hàng hóa lớn thì theo cái sự tính toán của các nhà khoa học á, thì Starship nó có thể nó có thể chở được 150 tấn lên cái quỹ đạo quỹ đạo thấp thì 150 tấn lên quỹ đạo thấp thì từ trước đến giờ đó là cái số lượng mà chưa có một cái công cụ nào có thể đưa lên một cái tạm gọi như một cái cái lượng hàng hóa nó lớn như vậy thì à, đó là những bước đầu tiên thì bây giờ chúng ta trở lại cái sứ mạng của Starship thì trên nguyên tắc đó thì đây á, chỉ là một cái cuộc thử là phóng thử mà thôi thì theo cái uh, thời khóa biểu thì lúc mà phóng lên thì hai phút sau á, thì cái tầng thứ nhất là cái tầng super heavy á, cái tầng mà nó dùng để đẩy cái hỏa tiễn á, thì nó sẽ rời ra nó sẽ quay một vòng và nó rớt xuống vịnh mễ tây cờ cái phần còn lại là starship nó tiếp tục nó bay và tiếp tục nó bay đến một lúc thì nó sẽ quay đầu và để nó rớt xuống thái bình dương thì đây là cái dự tính của họ Và đây là cái con đường đi Ở trên bản đồ Thì chúng ta đây thấy là điểm phóng à, Đây là con đường đi của họ đây Và dưới là những có những con số Quý vị thấy những con số nhỏ Đây là thời gian Thì nó đi đến, nó đi về từ Tây sang Đông Và nó quay hết vòng trái đất thì nó đến cái điểm này là cái điểm rơi của nó người ta dự trù nó sẽ rơi ở gần cái quần đảo Hawaii của Mỹ và cái thời gian bay từ lúc bay cho đến lúc rơi là 90 phút nhưng mà thưa quý vị thực sự nó không phải là như vậy thì vào 13 giờ 30 giờ quốc tế vào ngày 20 tháng 4 năm 23 thì Starship đã được phóng lên thì chúng ta thấy là một trong đám bụi và đám lửa khổng lồ thì cái chuyện này chút xíu đó chúng ta sẽ trở lại thì à, phi thuyền đã được rời khỏi Texas và ở đây chúng ta sẽ thấy là có ba cái ống phóng đã bị tắt thực sự đó ba ống phóng này họ biết đã bị tắt rồi nhưng mà người ta vẫn cho phóng bởi vì nó vẫn tạo nó vẫn có đủ cái sức đẩy để nó phóng lên thì đến phút thứ hai thứ ba thì nó lại nó lại tắt thêm một cái nữa thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ thấy là ở cái đuôi của Special heavy chúng ta sẽ thấy là lần lượt có tới năm ống phóng đã bị mất cái điều này nó tạo cho cái tạm gọi như cái sự cân bằng của hỏa tuyến nó không được toàn vẹn nữa. và chúng ta sẽ thấy từ từ cái hỏa tuyến nó đang ở cái vị trí như này và nó từ từ nó sẽ quay một cách không điều khiển được và đến lúc này á là trên nguyên tắc thì cái super heavy nó phải rời ra nghĩa là phải rơi xuống vịnh máy tay cơ để cho cái sạc ship nó tự động nó bay nhưng mà cái chuyện này nó lại không xảy ra và tất cả những cái ống phóng nó vẫn không có bật ra được thì chúng ta thấy ở đây á là tạm gọi như nó đã quay cái hỏa tiễn nó quay vòng vòng và ở lúc này thì nghe nói là ở cơ quan, cơ quan điều khiển trung tâm điều khiển họ đã muốn phá hủy rồi nhưng mà cái lệnh phá hủy tôi không biết tại sao nó 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 không có hoàn chỉnh nó không có được thực hiện và chúng ta thấy càng lúc hỏa tiễn nó càng mất cân đối mất cân bằng và nó quay giống như quay vòng vòng thì có những lúc mà nó cháy tới 6 cái và cái sau cùng thì hỏa tiễn nó phát nổ sau 4 phút bay thì tóm lại thưa quý vị chúng ta có thể kết luận cái cuộc thử nghiệm này, nó đã thất bại. Nhưng à, đối với à, à, công ty SpaceX, à, họ coi là đây là một cái thành công. Bởi vì thứ nhất, đó, mặc dù với một cái sức đẩy giới hạn 10%, mà nó vẫn có thể bay được, thì đây là một cái điều mà tương đối cũng là thành công. Cái thứ hai nữa, đó, thì họ phải coi lại cái việc 33 cái hỏa tiễn, xin lỗi, 33 cái ống phóng Raptor. 33 cái ống phóng Raptor làm sao mà trước khi bay nó bị hư qua cái rồi mà trong song bị trong khi bay nó bị hư thêm hai cái nữa. Điều này có nghĩa là những cái ống phóng Raptor nó không được hoàn chỉnh, cũng phải coi lại. Cái hình ảnh này cho thấy là cái sự tạm gọi sự mất cân bằng sau khi nó mất những cái ống phóng của nó. Thì uh, riêng ông Elon uh, Musk là ông chủ của SpaceX, ông nói là qua cái việc này ông sẽ rút ra được nhiều cái bài học À, thì chúng tôi vừa trình bày với quý vị một vài các bạn một vài cái điều kinh nghiệm mà đặc biệt những cái kinh nghiệm nó là như thế này là thứ nhất à, làm sao mà, kỳ tới đó nếu mà có cái chuyện gì mà cho phát nổ thì người ta vẫn thể cho cái nổ cái super heavy nhưng mà người ta vẫn còn cứu được cái SpaceX à, chúng ta cũng nên nhớ rằng cho đến ngày hôm nay đó, là chỉ có mình SpaceX là cái cơ quan mà có thể là phóng lên không gian và có thể thu hồi được lại những cái những cái tạm gọi những cái hỏa tiễn thì đó là một cái lý do mà chính phủ Mỹ đã chọn lựa SpaceX vì làm như vậy thì cái ngân quỹ để chế tạo cũng như là điều hành hỏa tiễn nó sẽ rẻ hơn rất nhiều cái kinh nghiệm thứ thứ ba thứ tư á, là cái việc mà à, thu hồi là cái giàn phóng quý vị có thấy hồi nãy đó là Trước SpaceX nó bay lên trong một cái cụm lửa cũng như là cụm khói khổng lồ thì thì cái cụm khói này đó sau khi SpaceX bay đi đó, thì nó chỉ còn lại cái vết tích như thế này nghĩa là thứ nhất là cái tạm gọi là cái giàn phóng này nó cũng bị tan nát hết và đây những cái mảnh vỡ nó bay ra cách cái, cái 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 bệ phóng này tạm gọi là cả cây số lận thì cái trên nguyên tắc đó để thu hồi cái space uh, SpaceX cũng như Space Heavy đó, thì cái cái dàn phóng này nó có cái cái cánh tay như lúc mà cái space heavy nó trở về thì nó thò tay ra nó ôm lại để giữ lại thì đó là cái cách người ta thu hồi nhưng mà bây giờ với cái với cái tình trạng như vậy thì chắc chắn họ phải coi lại thì ông ừ. ông, ông ông chủ của spacex ông đã có một cái giải pháp là bây giờ họ không có dùng bằng bệ phóng bằng bê tông nữa mà họ sẽ dùng bằng bệ phóng bằng sắt thì cái điều kiện để cái cái việc này sẽ bớt được cái sự phá hoại khi mà cái tạm gọi như là họ tiến với một một cái cái sức đẩy là 74.000 kiloton cái newton nó lên thì nó không có tàn phá như như là cái hình này chúng ta thấy ở đây và sau cùng thì, thì cũng có thể họ sẽ dùng những cái một cái giải pháp khác là giải khác họ như là Apollo hoặc như như các chuyến uh, du hành khác là sẽ dùng một cái lượng nước nhiều hơn nữa để cứu để giữ lại cái sự hoàn toàn vẹn của cái bệ phóng để sẽ dùng cho những lần tới thì thưa quý vị đó là một vài cái chi tiết mà chúng tôi xin được phép trình bày cùng quý vị thì theo ông elon musk thì cái việc này á, nó sẽ ông sẽ cố gắng ông sẽ điều chỉnh và trong vài tháng tới là họ sẽ cho thử nghiệm cách spacex chỉ tới thì chúng ta bước sang cái lĩnh vực thứ hai cho kẻ bại liệt biết đi lại bằng suy nghĩ thưa quý vị đây là là một chủ đề nói về y khoa. Thì trong lĩnh vực y khoa á, thì trong cái tháng 5 của năm nay năm 2023 thì cái tin này á, được rất là nhiều tờ báo đăng, đặc biệt là tờ Nature là tờ một tờ nổi tiếng của Mỹ. Thì quý vị đọc ở đây tôi cũng hiểu là người ta đã làm được cái cầu nối giữa óc giữa óc và tủy sống để giúp cho người ta có thể đi lại những người bị tàn tật. Thì nhiều tờ báo ở Âu Châu chẳng hạn như là nhiều tờ báo ở đây ở trên tờ của Đức thầy của Pháp cũng nêu là cái vấn đề này được coi như là một thành công và vượt bực của khoa học để giúp cho những người tàn tật. Thì trước khi đi vào chủ đề thì có một vài cái chi tiết để nói về cái sự hoạt động của não. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là ở đây là chúng ta thấy não và chúng ta đấy là cái cột sống. Thì quý vị cũng biết là tất cả mọi hoạt động của con người, cho dù suy nghĩ, cho dù là ăn uống, cử động tay chân nhảy ngồi đứng đi tất cả nó được điều khởi bởi não thì mỗi một cái hoạt động họ cho dù nắm tay hay là gãi đầu hay là làm cái gì đó thì não nó sẽ truyền cho một cái tín hiệu và cái tín hiệu này nó được truyền dọc theo cái xương sống theo một con đường nó gọi là cái tủy sống tủy sống thì nó nằm dọc theo xương sống nằm trong cái xương sống này thì những cái tín hiệu này sẽ được truyền đi và sau đó nó biến thành những tín hiệu để nó kích động, nó kích thích những cái cơ quan Chỉ hạn như mà chúng ta muốn nắm tay ấy, thì cái tín hiệu này sẽ cho cái lệnh để chúng ta nắm tay lại hoặc là chúng ta bước đi để nó cho nó cho cái chân của con nhấc lên Thì tất cả nó phải hoạt động từ não và tủy sống là hai cái quan trọng nhất Thì tủy sống ấy, nó có một, cái, có một cái tạm gọi là tôi xin vẽ ra như vậy và tôi phóng đại lớn hơn như thế này Thì ở đây là cái, cái nhân của tủy sống À, thì ở đây là đường truyền của những cái tín hiệu nó đi từ não đi xuống và tùy theo cái tín hiệu này á, thì nó có tác động đến những cái sợi dây thần kinh à, những thần kinh này giả sử là cái tín hiệu này là bảo là nắm tay lại thì cái tác cái cái sợi dây thần kinh này sẽ tác động những bắp thịt vào cho các bàn tay của chúng ta để các bàn tay chúng ta có thể nắm lại thì chúng ta có vô số những cái tín hiệu như thế đấy. À, thì một người á mà bị giả sử cái thương tật ở chỗ này thì ở uh, uh, nếu mà bị thương tật ở chỗ này thì coi như tất cả phần ở dưới này nó đều không hoạt động được nữa thì như trong trường hợp này là người này sẽ bị tê liệt cái đôi chân không đi lại được nữa và nếu nó bị cao hơn nó nặng hơn nó bị ở chỗ này nếu bị ở chỗ này thì có thể là tay chân là tứ chi không đi lại được và thậm chí nó có thể nặng hơn và có thể đến chết người nữa thì uh, cái cách giải quyết thì từ trước người ta vẫn biết rồi người ta đó là cái cách giải quyết là người ta làm một cách cái cầu Brand Spice Interface viết tắt là BSI thì làm cái cầu nó nối từ cái tủy xin lỗi nối từ não xuống cái tủy sống là chúng ta thay thế cái tủy sống của chúng ta bằng một cái sợi dây này nhưng mà thưa quý vị cái điều khó khăn mà người ta không giải quyết được đó như tôi vừa nói đó chúng ta có hàng trăm ngàn suy nghĩ khác nhau trăm ngàn hành động khác nhau và mỗi hành động mỗi cái suy nghĩ thì não mới phát ra một tín hiệu Đều khác nhau hết Thì làm sao mà khi chúng ta làm cái cầu nối như này, này Thì lúc mà nhận được đó, nó phải hiểu Đây là cái tín hiệu Làm cho nắm tay Cái tín hiệu này co chân Cái tín hiệu này gãy đầu chẳng hạn Nó phải hiểu được Thì cái chuyện này từ trước đến giờ người ta chưa giải quyết được Và cho đến ngày hôm nay Người ta đã tìm ra bằng cách kết hợp Với một cái công nghệ đặc biệt Và tôi sẽ trình bày của quý vị Chút nữa đây thì cái công nghệ này thưa quý vị không phải là chỉ thực hiện cho phòng thí nghiệm mà họ thực nghiệm ngoài đời, thực hiện cho một bệnh nhân. Cái anh này là anh tên là Jack Jan Oskam. Tụi mình chỉ gọi là Oskam đi ha. Thì cách đây 12 năm ông đã bị một cái tai nạn xe cộ. Ông bị hư tủy sống và khiến ông ta suốt đời của ông ta phải ngồi trên xe lăn, ông ta không có đi đứng được nữa. Và bây giờ chúng tôi xin cắt nghĩa cùng quý vị cách cơ chế hoạt động của cái à, của BSI kết hợp với cái công nghệ hiện đại. Thì à, bây giờ chúng ta sẽ đây chúng ta sẽ có một người họ bị một cái vết thương ở trên cổ này nó làm họ tê liệt. Thì bây giờ để cho họ hoạt động được thì họ sẽ dùng hai cái bộ phận ở trên cái bộ phận này gồm có 64 cái điện cực họ ráp lên đầu của bệnh nhân. Thì mỗi khi mà bệnh nhân có một cái ý định gì đó, giả sử ông ta ông muốn đi thì tất cả những cái tín hiệu nó được truyền bằng kỹ thuật số xuống và nó đến một cái ba lô cũng đeo trên lưng ở đây người ta dùng một cái công nghệ là trí tuệ nhân tạo để phân biệt đó bệnh nhân muốn gì khi mà họ xác định được bệnh nhân muốn đi ấy, thì họ tác động vào 16 cái điện cực đã góp vào cái tủy sống của ông này và những cái điện cực này có cái hiệu ứng là tác động những cái sợi dây thần kinh và sau đó tác động lên bắp thịt khiến cho bệnh nhân có thể đứng lên, giơ chân và đi như là cái hình này và thậm chí người ta có thể leo cầu thang được nữa. thì đây là những bước đầu của cái tạm gọi như cái việc mà dùng BSI để chữa cho bệnh nhân bị tật quyền trong suốt 12 năm trời. thì nếu mà cái việc này mà thành công thì đối với tôi đây quả là một điều tuyệt vời. đây là một sự kết hợp tuyệt vời giữa y khoa, toán học và công nghệ thông tin. mong là cái chuyện này nó hình thành và cái chuyện này nó sẽ thay đổi cái cuộc sống của biết biết bao nhiêu người là bị tàn tật, bị thương tật, vì xe cộ, bị tai nạn, hoặc bị bất kỳ một cái bệnh hoạn gì đó. À, chúng ta bước sang lĩnh vực thứ ba thưa quý vị. Đây là một lĩnh vực là về hóa học. À, đây là lần đầu tiên con người chụp được cái hình một nguyên tử riêng lẻ. Thưa quý vị, gọi là lần đầu tiên thì cũng không phải là đúng. À, thì cách đây đã à, 13 năm. Ở New Zealand, thì ở trong đại học của Otago người ta đã chụp hình được rồi một cái nguyên tử riêng lẻ được đây là cái ekip của đại học thì nhưng mà cái cách chụp hình của này thì mình nói có thể nói là chụp hình như là bằng một cái máy chụp hình thôi thì chụp bằng cái máy chụp hình bình thường đó thì chúng ta thấy được cái nguyên tử thiệt nhưng mà chúng ta không hiểu được cái tính chất hóa học của nguyên tử thì cái cách mới của ngày hôm nay á thì người ta đã tìm ra cái cách chụp bằng tia x và với cái tia x này người ta sẽ tìm hiểu được nhiều cái tính chất của nguyên tử hơn thì à, chắc mọi người cũng đều biết tia x đã được nhà vật lý học người đức là ông Röntgen ừ. ông đã khám phá ra à, đây là ông Röntgen và đây là bàn tay của vợ ông ta à, và đây là cái nhẫn trên bàn tay à, đây là những cái hình mà tạm gọi như đặc thù khi mà chúng ta nói về quang tuyến x thì sau này có tuyến x được dùng đặc biệt và dĩ nhiên vào về cái lĩnh vực y khoa và sau này chúng ta dùng để quét ở những cái hàng hóa ở À, phi trường và đặc biệt, thưa quý vị ở gần đây nhất là cái à, họ à, phi thuyền Curiosity của Mỹ họ đưa lên hỏa tinh, họ cũng đã dùng một cái bộ phận nó tên là APXS, cái bộ phận này đó, nó sử dụng quang tuyến X để nó phân tích tất cả những đất đá và những cái gì mà nó tìm thấy ở trên mộc tinh, xin lỗi ở hỏa tinh để nó gửi về à, trái đất. thì à, điều này cho thấy là cái công dụng của quang tuyến X thì trở lại cái khám phá khi họ sử dụng quang tuyến X để chụp một cái một cái nguyên tử ở đây nguyên tử đây là nguyên tử sắt thì lúc mà người ta kích thích cái nguyên tử sắt này bằng một tia X thì những cái cái phân tử cái nguyên tử mà của sắt nó bị kích thích nó nó đi theo một cái đường hầm nó sẽ tách ra mà nó đi lên một cái vùng này ở trên vùng này người ta đã thiết kế những cái bộ phận và những cái bộ phận này người ta có thể tìm hiểu được tính chất hóa học của cái nguyên tử đó. Đó là cái điều mà từ trước bây giờ con người chưa làm được. Và chúng ta bước sang cái chủ đề sau cùng là sạc điện trong khi xe chạy. Thưa quý vị, cho đến ngày hôm nay, xe điện nó là một cái gì tạm gọi là khá phổ thông đối với mọi người. Nhưng à, con người còn đang đối phó với một cái trở ngại vô cùng lớn là thưa quý vị. Thứ nhất, ở đây chúng tôi lấy một chiếc là chiếc Kia, số 14 kW công suất của nó, số 14 kW là tương đối là mạnh thì với 64 kW thì nó có thể chạy được 450 km tuy nhiên sau khi đi được 450 km thì họ phải sạc thì tùy theo cái cường độ dòng sạc á, thì họ phải mất từ 6 tiếng rưỡi cho đến một ngày rưỡi thì đây là cái điều kiện chúng ta chấp nhận được bây giờ chúng ta giả sử cho là 6 tiếng rưỡi đi 6 tiếng rưỡi đó rất là mạnh như quý vị chúng ta phải sạc bằng điện 3 pha và và bằng 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 32 kW thì chúng ta giả sử chúng ta đi một đoạn đường 900km Chúng ta phải ngừng một lần Chúng ta phải ngừng một lần là chúng ta sẽ sạc tới 6 tiếng rưỡi đồng hồ Là ít nhất Thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng nếu mà đi đường dài Thì thì đây là một cái điều rất là vô cùng bất lợi Đi ở trong thành phố thì tốt Thì Một cái câu hỏi đặt ra trước khi đi vào Cái phát minh này á Thì là nói về cái xe điện Thì người ta đặt ra câu hỏi như là, Xe điện nó có thực sự nó sạch hay không Thì câu trả lời là Là không, là không hoàn toàn À, thứ nhất là cái vật liệu để chế tạo ra các cái, cái, cái bình điện này thì nó họ dùng là lithium coban và nickel thì à, ba cái vật liệu này á, để khai thác á, thì nó rất tai hại cho môi trường nó bao gồm là suy thoái đất ô nhiễm nước và phá, phá vỡ cái hệ sinh thái cái thứ hai đó là khí thải carbon thì à, mặc dù ô tô điện thì nó không có thải ra gì hết nhưng mà trong quá trình sử dụng quá trình sản xuất pin á, thì lúc mà pin đến tay của người ta đó, thì số lượng khí carbon tạo ra cũng không phải là ít cái thứ ba là đòi hỏi nhiều năng lượng bây giờ anh chế tạo một cái một cái cục pin đó, thì anh phải dùng cái năng lượng để chế tạo chứ chúng ta nó có dùng điện được nữa chúng ta phải dùng điện dĩ nhiên nhưng mà điện nó lại chạy bằng than thì nghĩa là chúng ta cũng phải xài một cái năng lượng hóa thạch và năng lượng này tải thải ra khí hiệu ứng nhà kính và sau cùng đó cái vấn đề của cái xe điện đó là cái tuổi thọ cái bình điện nó có giới hạn thôi đến ngày hôm nay là những cái xe điện mà tối tân nhất thì nó chạy được à, tối đa là khoảng chừng à, à, 8 8 năm thôi cái bình điện là 8 năm sau 8 năm chúng ta phải thay. Thì có nghĩa là mỗi lần thay như vậy là chúng ta lại phải chúng ta lại phải là ô nhiễm môi trường. Thì để giải quyết tất cả những vấn đề này á, thì có một cái công ty à, nó có một sáng kiến đó, nó sạc bằng cách vừa chạy thì vừa sạc. Thì cái nguồn tin này đã được công bố vào cuối tháng 5 à, à, của năm 2023 họ nói là một cái chiếc xe nó chạy 1.200 dặm nghĩa là tương đương với 2.000 cây số mà không sạc gì hết thì họ sạc bằng cách là họ lấy điện dưới mặt dưới mặt đường thì cái xe này nó cái công suất nó chỉ có 18 w xin lỗi 18 kWh thôi nghĩa là đây là một chiếc tương đối nhỏ ừ thì cái công nghệ này cụ thể như thế nào thì nó do cái nhà chế tạo electron là cái người nhà chế tạo của gốc do thái thì họ họ dùng cái cái công nghệ sạc là bằng điện còn gọi là điện không dây thì họ gắn những cái máy sạc điện ngầm dưới đất khi xe nó chạy qua thì nó tự động nó sạc thì cái cái này nó sẽ truyền vào cái bình điện và cái bình điện này nó gắn được vào cái cái trụ nó lấy điện ở đây xe chạy qua thì nó tự động nó sạc thì thưa quý vị, đây là cái hình ảnh cái này nó chỉ mới xảy ra là thí nghiệm thôi chứ chưa có được hình thái, chưa có được thử chưa có được làm ở ngoài đường. Thì đây là trong cái vòng xoay, họ cho cái xe này chạy như là trong 100, 100 tiếng đồng hồ. và nó chạy gần như 2000 2000 cây số. Thì là trong cái thời gian này thì đây là những con số mà chúng ta sẽ thấy là thời gian chạy, cái đoạn đường chạy và cái 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 lượng mà khí 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 carbonic là tiết kiệm được. Thì đây á, nếu mà xem ra thì đây á, là một cái giải pháp rất là hay. Đây nó có ưu điểm là cái gì quý vị? Thứ nhất là nó tiện nghi và nó thích là và nó nó thiết thực. Thì bây giờ chúng ta chúng ta đi đi xe á, như là chúng ta không phải mất công đi tìm cái trụ sạc thì nó không phải chỗ nào nó cũng có. Nếu mà chúng ta làm được cái 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 giải pháp này á, thì là chúng ta không phải mất thời giờ để đi tìm nữa nó nó thân thiện với môi trường là những cái những cái cái trụ trạc này nó được chôn dưới đất và là có thể là nó có thể gắn được mọi nơi hết thì an toàn và bền bỉ thì tại vì nó được chôn dưới đất thì cho nên nó được bảo vệ và cái tính linh hoạt và khả năng mở rộng thì có nghĩa là người ta có thể điều chỉnh được cái cường độ của dòng điện nó có thể sạc được một xe chạy 12V và nó có thể sạc được một cái xe chạy 24V hoặc là nhiều hơn nữa thì đó là cái ưu điểm nhưng mà thực sự có ưu điểm này nhưng mà khuyết điểm của nó là rất là lớn quý vị thứ nhất là chi phí lắp đặt và bảo trì thứ nhất là lắp đặt thế nhất là quý vị mình chúng ta lắp ở dưới, dưới tạm gọi là dưới dưới mặt đường để chúng ta phải cào đường lên mà chúng ta chúng ta lắp ở xuống dưới chứ đó và thứ hai nó có cái vấn đề là chúng ta phải cào đường lên lại và nếu mà nó không hư thì chúng ta vẫn phải bảo trì thường xuyên và nó nằm dưới đất thì chúng ta bảo trì không phải là dễ cái thứ hai nó làm sao mà chúng ta có thể lắp được trên mọi tuyến đường được. Chúng tôi vừa nói cái ưu điểm của nó là chúng ta phải khỏi phải bất kỳ công đi tìm cái trụ để sạc. Nhưng mà cái việc này chỉ có thể thực hiện được khi mà tất cả mọi tuyến đường đều được đều gắn được cái 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 công nghệ nghề này. Cái việc này không thể nào xảy ra được. Tôi lấy thí dụ ở nước Pháp nước pháp diện tích của nước pháp ấy, thì nó lớn gấp à, gấp rưỡi lần gấp rưỡi là diện tích của việt nam diện tích của nước pháp là năm trăm ba năm ngàn km vuông nhưng mà nước pháp với cái diện tích đó nó có tới 1 triệu km đường không hiểu, tôi không hiểu làm thế nào người ta có thể gắn được tất cả những cái tạm gọi những cái bộ sạc nó nằm ở dưới 1 triệu km đường ừ. cái chuyện này là không thể được đặt được đặc biệt ở cái vùng quê những cái vùng núi ừ. thì là cái việc này tôi nghĩ là à, chỉ có thể làm được khi mà trong xe vẫn phải giữ một cái bình điện để sơ cua và sau cùng nó ảnh hưởng thiên nhiên à, thì nếu mà xảy ra bão hay là xảy ra lụt ngập lụt thì có thể những nước hoặc là những cái những cái chất bẩn ở trên đường nó có thể nó làm hư nó làm hư những cái những cái tấm sạc nằm dưới mặt đường và chúng tôi xin lập lại là một lần mà hư là chúng ta phải, ta phải cào đường lên để chúng ta sửa cho nên cái việc này là cái việc phải nói là à, nó có rất là nhiều cái khuyết điểm rất là nhiều cái trở ngại và có lẽ là còn lâu còn rất là lâu con người ta mới có thể là à, thay đổi được. Và cái cái tương lai của những cái bình điện chắc chắn sẽ còn rất là sống lâu. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi nói về các à, điểm tin về khoa học tháng 4 tháng 5 năm 2023 đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký và nút chuông. Còn bây giờ chúng tôi xin kính gửi đến quý vị lời chào tạm biệt.